Hello, xin chào tất cả các chị học viên. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học một cái món rất là dễ thương, đó là món trà sữa thóm mật nha. Thì đối với làm cái này thì chúng ta có tất cả là 3 giai đoạn cần làm. Một là chúng ta phải làm trà sữa, hai là chúng ta ép nước ép cà rốt tươi luôn nha, ba là chúng ta làm thóm mật. Thì bây giờ Nhi sẽ đi vào làm phần trà sữa trước. Bởi vì trà sữa thì nó có cái thời gian ủ trà đó, cho nên Nhi sẽ làm phần trà sữa trước nha. Thì ở đây trà sữa của mình đó thì chúng ta sẽ gồm có các nguyên liệu như là ở đây thì mình sẽ có trà đen lọc pháp nè, để làm trà sữa truyền thống đó, rồi lục trà lài lọc pháp, hai cái này trộn vô theo tỷ lệ là 70 trà đen thì 30 lục trà, rồi mình có bột béo và sữa đặc, muối ăn cùng với đường cát thì chúng ta sẽ làm được trà sữa. Và đặc biệt đây là cái công thức trà sữa siêu ngon nha, 100 người uống là 100 người đoán ngon. Đây là công thức rất là chuẩn bị từ học viện Hoa Chế Minh Bang. Và bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cách ủ trà sữa và làm nha. Rồi đây, bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà để nấu trà sữa cho ngon, ủ trà sữa cho ngon thì chúng ta nên có một cái túi vải lọc trà cùng với một cái bình mà có khả năng giữ nhiệt, thì nó sẽ giúp cho mình ủ được cái trà ngon nhất. Và bây giờ Nhi sẽ cho nguyên liệu vào túi nha. Ở đây Nhi có là 70g trà đen. Cái trà đen lọc pháp này là mấy anh chị rất là đặc biệt, nó thơm. Có những cái trà đen người ta bán ngoài thị trường á là nó quá thơm. Khi mà nó quá thơm là do nó tạp ướp hương nha, hoặc là nó không được thơm là nó tự nhiên, nhưng mà nó không phải là trà chất lượng vì vậy nó không thơm. Còn ở đây cái trà đen của lọc pháp mình rất là thơm và mùi thơm rất là ngọt ngào luôn nha. Đây là hoàn toàn là tự nhiên mấy anh chị nha. Đó, và trà đen lọc pháp này nó có một đặc điểm là khi chúng ta pha trà sữa uống á thì cái độ chát độ đắng của nó vừa phải, vì vậy á, cái nước trà sữa của mình uống nó không bị chát gắt cái trà, cho nên nó rất là ngon. Thì bây giờ Nhi sẽ cho vào túi là 70g trà đen. Trà đen lọc pháp. Rồi tiếp theo lục trà lài. Sở dĩ mà thường người ta nấu trà sữa là người ta chỉ cho một mình trà đen thôi, nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta cho thêm cái lục trà lài vào để tạo nên cái mùi thơm đặc biệt cho cái trà sữa của mình. Nó không giống những cái trà sữa khác ngoài thị trường nha. Thì chúng ta cho 30g lục trà lài lọc pháp vào thì cái trà của mình sẽ thơm rất là đặc biệt nha. Rồi bây giờ mình sẽ buộc dây cái túi vải cho nó chặt khít. Sau đó chúng ta sẽ cần lấy 2 phẩy 3 lít nước sôi đó ha, để chúng ta cho vào đủ chưa. Rồi cái này là 2 phẩy 3 lít nước sôi, rót vô luôn đó, rót vô luôn. Và để cho trà nó nhanh nở thì mình nên lấy cái gì đó mình nhúng cái túi vải xuống, bởi vì là nó nhanh ngấm nước. Còn mình để nó tự ngấm thì cũng được, nhưng mà như vậy trà nó không ra được hết nhanh đâu. Mình cho nó ngấm luôn thì sau mình đậy nắp thì trà nó nở nha. Còn nếu trường hợp mà mình không dùng cái cây mà mình dập cái túi trà xuống á thì từ từ nó cũng ngấm, nhưng mà nó mất 5-10 phút sau trong bình nó mới ngấm, thì như vậy nó không ủ trà ngon bằng việc là chúng ta dùng cái cây chúng ta dập cho trà nó ngấm nước ha. Bây giờ là mình sẽ ủ 20 phút. Đó, chúng ta sẽ ủ trà trong vòng 20 phút. Sau khi mà mình được 20 phút rồi thì mình sẽ tiếp tục làm các công đoạn như là cho bột béo, đường, sữa đặc vào, muối ăn nữa, là chúng ta có cái bình trà sữa. Thế nên sang hướng dẫn làm thỏ ngọc. Thực ra làm thỏ ngọc thì chúng ta có rất là nhiều các nguyên liệu để làm. Ví dụ mình có thể làm sữa chua dẻo cũng làm được thỏ ngọc. Rồi chúng ta làm hạch cốt dừa chúng ta cũng làm được thỏ ngọc. Đó, hoặc là chúng ta làm kiểu phúc bạch mà mình làm lỏng ra chúng ta cũng làm được thỏ ngọc. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ hướng dẫn một cái công thức thỏ ngọc mà vừa ngon mà vừa dễ làm nha, và bằng những nguyên liệu mình rất là dễ tìm kiếm thôi. Đó, thì ở đây á, nguyên liệu để làm thỏ ngọc thì chúng ta sẽ gồm có là 100g đường cát trắng. Rồi tiếp theo chúng ta có 75g phô mai. Phô mai ở đây á, thì chúng ta sử dụng cái phô mai viên giống như phô mai con bò cười,
hoặc là ở đây thì dùng luôn phô mai tima bởi vì nó cũng ngon tương đương nhưng mà nó rẻ hơn con bò cười nha, phô mai tima. Rồi ở đây chúng ta dùng sữa tươi thì mình dùng sữa tươi không đường thì mình sẽ dùng 110ml sữa tươi không đường. Rồi ở đây chúng ta dùng kem béo, kem béo rít lùng á anh chị, kem béo mình dùng 100ml, bột rau câu thì chúng ta dùng 3g và nước lọc thì chúng ta dùng 650ml nha, 650ml nước lọc. Thì đó là những nguyên liệu để chúng ta làm được thỏ ngọc. Mà ở đây là công thức có gì làm ít nha. Còn nếu anh trường hợp anh chị làm nhiều á thì chúng ta có thể nhân 5, nhân 10 lần lên. Mình cứ làm nhiều, mình cứ nhân hết toàn bộ cái nguyên liệu này gấp 5, gấp 10 lần thì chúng ta làm được nha. Ở đây thì đọc lại công thức nguyên liệu một lần nữa. Nước lọc 650, đường 100g, 75g phô mai. Rồi chúng ta có 110ml sữa tươi không đường. Chúng ta có 100ml kem béo rít và 3g bột rau câu dẻo nha. Bột rau câu dẻo này mình có thể dùng con sóc vàng hoặc là dùng con cá dẻo cũng được. Miễn sao rau câu dẻo là được. Rồi bây giờ trước tiên thì các bước thực hiện là chúng ta sẽ bật lửa lên. Chúng ta sẽ bật bếp lên cho nước sôi. Ở đây á, để mà nấu cái này gọi là nấu rau câu đó. Cái này gọi là thành phô mai tươi và chúng ta sẽ đổ khuôn thành con thỏ ngọc. Và để mà nấu rau câu này, nó có cái phần rau câu. Để mà nấu rau câu không bị vón cục thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là khi nước đang còn nguội thì chúng ta cho rau câu vào nước và khuấy đều. Sau đó mình ngâm trong vòng 30 phút. Rồi chúng ta cho rau câu nó nở ra thì sau đó chúng ta khuấy đều rồi bắt lên bếp nấu. Đó là cách truyền thống. Còn bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cách hiện đại hơn mà mình không cần phải ngâm nhưng mà mình vẫn nấu cái rau câu của mình nó không bị chảy nước mà nó vẫn rất là ngon và không bị vón cục luôn nha. Thì trước tiên là chúng ta nấu nước sôi. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cho 3g bột rau câu vào trong 100g đường cắt trắng. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp rau câu và đường này với nhau. Đó, mình sẽ trộn cái hỗn hợp đường và rau câu này với nhau. Rồi mình sẽ chờ cái nước nó sôi rồi mình mới nấu. Thì bằng cách này là chúng ta không có cần phải ngâm trước vẫn được. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với việc nấu thỏ ngọc nha. Nấu thạch thỏ ngọc thì nước sôi thì mình sẽ khuấy nè. Đó, nước sôi thì mình sẽ khuấy cho bớt nhiệt. Bởi vì nếu mà nước sôi lớn quá mà mình cho bột rau câu vào nó cũng rất dễ bị vón cục nha. Sau đó chúng ta sẽ nấu sôi và khuấy cho bớt nhiệt. Rồi ở đây chúng ta có hỗn hợp đường cát và bột rau câu thì mình sẽ cho từ từ cái hỗn hợp đường và bột vào để đánh tan. Mình cho thì cho từ từ mà đánh thì đánh bằng tay nha. Đã cho thì cho từ từ mà đánh thì đánh bằng tay để cho bột rau câu nó tan mà nó không kịp vón cục nha. Cho từ từ thôi. Rồi cho từ từ đánh bằng tay xong thì hỗn hợp nước nó trong veo, đúng không ạ? Cả nhà mình có nhìn thấy không ạ? Đó, nó trong veo là vì nó không bị vón cục, là vì mình làm đúng kỹ thuật nha. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ bật lửa lên và mình nấu cho nó sôi. Mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Nó có mấy cái sát trà. Mình nấu cho hỗn hợp sôi lên nha mấy anh chị nha. Rồi, đã sôi, kể từ lúc mà nước trong nồi sôi nha thì mình sẽ hẹn giờ là 3 phút để mình chuẩn bị. Sau 3 phút là mình cho phô mai vô. Trong suốt quá trình nấu thì anh chị nhớ là mình khuấy để cho nó không bị cháy nha. Và ở đây là mình sẽ chuẩn bị một cái bộ khuôn. Khuôn này bằng silicone nha, rất là tuyệt vời, nó mềm lắm và mình lấy thạch đồ đen nó rất là mềm này mấy chị. Đó, và dai nữa, mình lấy thạch cũng như mình rửa rồi thì rất là dễ dàng.
Ở đây là khuôn có hình thỏ ngọc rất là dễ thương luôn nè. Xíu nữa mình sẽ đổ thạch vào khuôn nha. Đó. Rồi, còn bây giờ ở đây chúng ta có cái phô mai viên. Phô mai viên này thì mình mua về rồi mình nghiền ra. Mình nghiền cho nó nhuyễn ra ha, để chuẩn bị mình bỏ vô thạch. Thạch sau khi nấu được 3 phút rồi thì chúng ta sẽ bỏ phô mai vô. Đó, nãy giờ chúng ta nấu và nó chuyển là được 3 phút rồi. Chúng ta cho phô mai vô. Ở đây là chúng ta có 75g phô mai nha. Đó, 75g phô mai viên này kìa. Tiếp theo là chúng ta sau khi mà bỏ phô mai vào thì lưu ý là mình phải khuấy đều tay, không có bị cháy nha. Phô mai nó rất là dễ bám xuống nồi và cháy. Vì vậy mình cần khuấy đều tay, không có bị cháy nha. Mình khuấy nhẹ nhàng, đều đều để cho phô mai nó tan chảy ra. Lúc này là mình sẽ nấu cho đến khi nào mà phô mai của mình nó chảy hết thì mình sẽ cho kem béo và sữa tươi vào. Thơm lắm anh chị. Cái món này á, đảm bảo luôn là những anh chị nào mà thích ăn béo nè, hoặc là thích phô mai, hoặc là đơn giản là học sinh á, thì đảm bảo là sẽ rất là cháy hàng nha. Bởi vì nó vừa béo, vừa thơm, vừa ngon, mà nó mềm ha. Mình nấu không thức nước nhiều á, để cho nó mềm. Đó, chúng ta vừa nấu vừa khuấy và không có được để cái bếp cho táo nha, là nó sẽ cháy liền đó. Chúng ta phải vừa nấu vừa khuấy cho đến khi nào phô mai tan ra hết. Đó, nấu kỹ cho phô mai tan ra hết. Thời gian nấu cho phô mai tan ra hết là khoảng 1 đến 2 phút nha. Nãy giờ là Nhi cũng đang để lửa lớn luôn đó, nấu cho nhanh. Quan trọng là mình canh, mình cứ khuấy, chứ mình không để bếp cho phá là được. Rồi sau khi phô mai tan hết rồi, nấu khoảng 1 phút rưỡi đó, thì bây giờ chúng ta cho tiếp cái phần sữa tươi. 110ml sữa tươi không đường. Rồi kem béo thực vật rít lùng nha. 100ml vô lô. Thì khi mà anh chị cho sữa tươi và kem vô á, thì bởi vì là nó lạnh mà, thì nó sẽ làm cái rau câu bị đông lại. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là nấu cho đến khi nào mà rau câu nó không bị đông là được. Nấu cho đến khi nào nó tan chảy hết cái phần kem và sữa là chúng ta có thể tắt bếp. Rồi tan hết rồi, sau đó tắt bếp. Thì bây giờ chúng ta có một cái nồi thạch rất là thơm nha. Bởi vì trong cái kem béo á, là nó có cái mùi thơm của hương vani á. Cho nên khi mà mình cho vô chung với thạch á, thì cái mùi thơm hương vani trong kem á, nó sẽ khử đi cái mùi mà hơi không được thơm của phô mai đó. Là nó sẽ làm cho nguyên cái nồi thạch của mình thơm nhẹ nhẹ, mùi vani rất là dễ thương nha. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ Nhi sẽ cho thạch ra khuôn nha, để làm thỏ ngọc. Ở đây thì mình lưu ý là chúng ta không múc cái phần nào có bọt, mà mình múc cái phần là nước trong. Rồi đây, chúng ta rót đầy khuôn thỏ ngọc là được, đơn giản vậy thôi đó. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi, muốn làm cái gì là ta có khuôn thì nó rất là nhanh, chứ không phải như ngày xưa mà chúng ta phải ngồi làm thủ công nữa nha. Mà phải có khuôn thì mới bán được, chứ mà làm thủ công là ngày chắc bán cho 2 khách thôi. Rồi, thỏ ngọc. Có bỏ, chúng ta nên vớt bỏ đi, để cho nó mịn, nó mịn cái thân và cái khuôn thỏ ngọc của mình. Đó, đổ đầy em thỏ của mình luôn. Thì với cái công thức mình nấu như vậy đó, thì nó được tầm khoảng 10 con thỏ. Thỏ này là thỏ lớn nha, mình có thể mua khuôn thỏ nhỏ cũng được, nhưng mà lời khuyên của Nhi là mua thỏ lớn luôn. Khách hàng ăn là vừa đủ ha, của nhỏ có thì ăn thiếu thốn. Rồi bây giờ này, trà sữa, trà của mình nãy giờ á là Nhi đã uống được 20 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt trà ra. Rồi để mà mình vớt trà ra mà nó được hết cái chất trà luôn nha,
Thì trước khi vớt anh chị lưu ý là chúng ta cũng nhúng cái túi vài lần vào nước trà để đảm bảo là những cái trà mà nó còn ứ trong trong túi nó sẽ được xả ra hết, là nước trà mình nó rất là đậm nha. Rồi đây bây giờ chị sẽ bắt dùng cái kẹp gấp nè để bắt cái túi vải, bởi vì nó nóng lắm nó sẽ phỏng tay nếu mà mình không dùng kẹp nha, mình cầm túi không được đâu, nước đang nóng nó đang sôi mà. Rồi chúng ta bắt kiệt nước. Mình sẽ bắt kiệt nước luôn. Rồi bắt kiệt nước xong thì bây giờ là chúng ta sẽ cho bột béo vào. Bột béo này là dùng bi quan hoặc là kibit đều được, hoặc là lua ve, nhưng mà ở đây là đi dùng bi quan bởi vì là nó ngon nha, nó phù hợp để làm trà sữa. Nó có cái độ sánh cao đó. Thì bây giờ ở đây là Nhi sẽ cho 400g bột béo vào trong phần nước trà của mình. 400g bột béo nha. Tiếp theo là Nhi cho muối ăn. Xíu nước trà sữa của mình chắc chắn là sẽ có sữa và đường nữa, mà nó có độ ngọt nè, thì mình cho thêm độ mặn vô để cho nó trung hòa, nó làm cái vị ngọt không bị ngọt gắt nha. Nhi sẽ sử dụng là 2.5 miêu muối ăn. 2.5 miêu này là mình mua cái muỗng mà đông miêu á, cho vào đây 2.5 miêu muối ăn và 400g bột béo. Bây giờ là mình sẽ đánh cho phần bột béo vào muối tan nha. Đây mình sẽ đánh cho phần bột béo vào muối tan hết ra, đánh kỹ. Rất là thơm, thơm mùi trà nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho sữa đặc vô. Mình cho 300g sữa đặc vô để đánh cho tan hết ra. Công thức của Vinh Ba mình là có sữa đặc, có một số nơi á, rất nhiều nơi người ta không có bỏ sữa đặc nha. Nhưng mà công thức của mình có sữa đặc nên là khi mà uống á, tất cả các học viên này cũng như khách hàng đều thấy là nó ngon đậm đà hơn. Nó tạo ra cái độ đặc sánh, nó giữ lại cái hậu vị nhiều hơn khi mà mình uống nha. Còn ngoài ra cũng có công thức mình không cho sữa đặc, là mình cho bột béo với trà thôi vẫn được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh tiếp cho tan hết ra. Rồi nếu anh chị nào mà muốn nấu công thức có đường thì chúng ta sẽ cho vào đây là 320g đường cát trắng. Và mình đánh tan thì chúng ta có một cái thùng trà sữa là ngọt vừa có đường. Nhưng ở đây là Nhi sẽ không nấu trà sữa mà kiểu là có đường, Nhi sẽ làm không đường để khi mà phục vụ khách á, thì chúng ta sẽ điều chỉnh độ ngọt, chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ ngọt nha, theo yêu cầu của khách hàng đó. Thì bây giờ mình sẽ đánh tới hết, tan hết đường, sữa đặc, bột béo đi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho đá bi. Ở đây là mình sẽ cân 0.7kg đá bi cho vào. Mục tiêu của việc cho đá bi là để làm cho trà sữa của mình nguội nhanh, và mình đóng chai mình cất được ngay mà nó không có hư. Còn nếu trường hợp anh chị mở nắp mà anh chị để cho nó nguội tự nhiên thì trà sữa của mình nó sẽ bị bay mất cái mùi thơm của trà nha. Đó, cho nên mình cứ yên tâm mình cho đá bi vào. Bởi vì đá bi ở đây là Nhi đã tính trong cái lượng nước của công thức mình nấu rồi, nên mình đừng có lo là cho đá bi vào nó bị nhạt hay bị loãng gì nha. Quá ngon luôn á. Còn ngày hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn một cái dòng máy mà siêu phù hợp với gia đình, là bởi vì sao? Nó ép được nguyên củ cà rốt đó, ổi thì nó ép được nguyên hạt và ép siêu nhanh luôn. Chỉ cần 15 giây là chỉ có một phần nước ép cho khách liền luôn nha. Thì bây giờ Nhi sẽ ép mẫu luôn cho coi. Bây giờ đơn giản là mình bật máy lên, và cà rốt thì mình để nguyên củ vô luôn, siêu nhanh. Anh chị thấy nhanh không? Nhi ép 3 củ cà rốt mà đâu còn 30 giây. Xong. Và nước chảy ra đây rất là tuyệt vời.
Đó, như vậy là anh chị thấy khách vô một cái mà mình cần bán thường là chỉ cần hai củ cà rốt thôi đó, là giặt hai cái là 20 giây là chúng ta có một ly nước ép cho khách. Đây là một trong những cái giải pháp tuyệt vời cho những anh chị nào mà bán nước ép. Bởi vì như anh chị biết đó, nước ép thì mình không thể ép sẵn mà mình phải chờ khách tới, khách kêu cái nào mình ép cái đó. Rồi còn một cái ưu điểm cái máy này, ngoài cái việc ép nhanh này, nó còn lợi nước. Nó là dòng máy ép nhanh mà lợi nước nha. Máy này tên là máy Braden. Anh chị nào muốn mua máy ép nhanh mà phù hợp cho chủ quán thì mình comment máy ép nhanh kèm số điện thoại sẽ được tư vấn. Ngoài đó nó còn có một ưu điểm là gì? Cái khoang chứa bà rất là lớn, cho nên mình ép, thậm chí mình ép 5-4 kg rồi mình mới coi mới xả ra. Ngoài ra là vì kết cấu nó đơn giản, cho nên cái việc tháo mở cũng rất là nhẹ nhàng. Và ngoài ra cái việc kết cấu đơn giản, cho nên khi giả sử anh chị ép xong cà rốt đúng không, mà khách vào mình ép nước khác thì mình chỉ việc là rót cái phần nước sạch vô đây, rót khoảng tầm là 300-400ml nước sạch vô đây và mình vẫn bật máy cho máy hoạt động thì nó sẽ xả hết cái phần cà rốt dư ra và làm cho cái khoang máy sạch rất là dễ dàng để chúng ta ép tiếp cái phần trái cây tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ có là 20ml nước đường. Tiếp theo là về phần nước ép cà rốt, chúng ta lấy 70ml nha. Đó, rất là ngon. Nãy giờ Nhi ép 3 cái mà mình được rất là nhiều nước ép. Để Nhi coi được khoảng bao nhiêu nha, được 250 hơn á. Để coi tổng coi. Coi tổng nha. Được hơn 250, được 270 nước ép luôn đó, là chỉ cần 2 củ thôi là chúng ta được 1 ly rồi. Đây Nhi sẽ lấy 70ml nước ép nha. Cà rốt rất là ngon. Siêu thơm ngon luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy cái phần trà sữa nha. Mình sẽ sử dụng 100ml trà sữa truyền thống mà mình đã pha. Một trăm ml trà sữa truyền thống thôi nha. Rồi cho vào đường. Bây giờ mình sẽ khuấy cho nó đều cái phần đường và trà sữa với nhau. Khuấy đều, bây giờ mới đều. Tiếp theo cho đá vào đầy ly nha. Cho đá vào đầy ly. Rồi bây giờ mình sẽ cho đen thỏi ngọc lên, nhưng mà thỏi ngọc của mình nó hơi mập nha, vì vậy là mình phải dùng, mình sẽ lấy cái cây á, mấy cái cây xiên que này, lấy chị nè, mấy cái xiên que rồi mình sẽ ngắt nó có cái chiều dài bằng cái chiều dài của thành ly á là được. Rồi mình sẽ gài mấy cái xiên que này, này lên trên, thì tí nữa thỏi ngọc á nó mới nằm được trên mấy cái que này cho nó mập á, quá là mập rồi phải giảm cân. Đó, đặt một cái que này lên. Đó, thỏ này là nuôi dưỡng á, mập, quá là mập. Nên là mấy thì mình phải cho em nó nằm trên những cái cây nha. Rồi xong, sau khi chúng ta xong được ba cái xiên que coi như là một cái giường ha, ba chân rất là chắc chắn cho chú thỏ của mình, thì mình rót cà rốt lên. Mình rót tiếp cà rốt lên để tạo hai lớp, hai nhiều đá hay để lấy bớt đá. Nãy quên bỏ nhiều đá. Rồi bây giờ rót hết cái cà rốt vô là được. Rồi bây giờ cho chú thỏ ngồi vô nha. Hai màu, anh chị thấy rõ cái phần nước trà sữa cà rốt hai màu này không ạ? Trà sữa mà kết hợp cà rốt nhưng mà ngon bất ngờ nha. Lúc đầu tưởng không ngon nhưng mà cuối cùng ngon không tưởng luôn. Bây giờ là tiếp tục cho em thỏ múc nếp của mình lên đây, đã nằm trước cái logo bên ba. Đây mình sẽ lấy một cái que để nâng em nó. Quá múc rồi con ơi.
đây thành phẩm thọ. Để lấy chỗ nào đây đấy. Đây góc bên này. Rồi đây một chú thỏ xinh xắn không ạ? À? Bây giờ Nhi sẽ đặt nó lên trên cái giường của nó. Con thấy ghét không? Rồi quá thấy ghét luôn. Đó tuyệt vời. Vậy là ngày hôm nay Nhi đã chia sẻ xong công thức trà sữa thỏ ngọc siêu ngon siêu hấp dẫn. Chúc các anh chị học viên mình sẽ thực hiện thành công và ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống của mình hiệu quả. Hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào 2 giờ chiều thứ ba tuần tới nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.